chào các bạn, mình là Gấu đây. À, mình là con gấu bông để mình kêu ông Gấu. Hello, xin chào các bạn đã đến với Gấu To và mình là Gấu đây. Và hôm nay Gấu muốn dẫn các bạn đi ăn, nhưng mà thật sự là mình không biết ăn gì hết, thì không biết là bữa nay làm gì nữa, rất là hoang mang các bạn, rất là chẳng còn gì để làm hết, mà rất là giờ mình chỉ khóc à. Ê đi kiếm bạn đi, ăn đi. Gì đấy, cái gì vậy? Real Me Bar. Ai vậy trời? Thằng nào không? Đi kiếm bạn đi ăn và đưa cái điện thoại này cho mình để mình xem. Mình vừa nhận được một tin nhắn gửi tới cho chiếc điện thoại này là bắt mình đi ăn và phải thực hiện thử thách là chụp hình chung với những người mà mình đi ăn chung. Biết ai đi ăn bây giờ? Mình nghĩ ra rồi, mình có chuyên mục mới mà. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Hôm Nay Gấu Mời. Và hôm nay mình sẽ dùng chiếc Realme 3 được một cái thằng nào đó, nãy nó chạy mất tiêu rồi các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ đi ra ngoài và thử mời các bạn ở vòng vòng công ty mình coi coi có bạn nào chịu đi ăn với mình không. No. Mình sẽ dùng chiếc Realme 3 này để chụp hình và làm theo cái hướng dẫn của này. Tại sao mình phải đi làm review với cái điện thoại này? Làm đi, đừng hỏi nhiều. Làm. Và mình sẽ bắt đầu đi ăn và cùng dùng Realme 3 này để chụp hình và check in và để xem coi các bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này. Đây là quảng cáo. Giờ mời ai đi bây giờ? Nãy giờ mình đi qua đi lại rất là nhiều rồi và chưa tìm thấy một bạn nào mình có cảm xúc để mình có thể mời được bạn đó đi ăn hết. Bây giờ như thế nào đây? Có bạn trên kia kìa. Về review food thì hôm nay mình muốn mời bạn có thể đi ăn cùng mình. Bạn có sẵn lòng để đi ăn cùng mình không? Mình sẽ là người mời, mình muốn mời bạn. Gấu là người trả tiền. Anh đây này. Đó. Ok chưa? Anh là một YouTuber, em có thể lên YouTube và anh kiếm là Gấu To thì nó sẽ ra anh liền. Ok không? I don't believe you. Đảm bảo là không đi đâu hết, đi ăn gần đây luôn. Em muốn ăn gì? Ăn pizza phải không? Rồi ok, và cuối cùng là giờ em là chấp nhận đi ăn cùng với anh đúng không? Ok, không làm gì hết, chỉ là đi ăn thôi và người mời sẽ là anh. Và công việc của em sẽ là ăn và cùng check in với anh tại cái địa điểm đó. Ok. Ok, và cuối cùng mình đã mời được một em tin. Cuối cùng mình cũng mời được bạn Vân đi ăn cùng mình. Và bây giờ tụi mình sẽ đi ăn thôi. Em có ngại camera không? Thôi đây đi thôi. Tụi mình sẽ đi ăn nha. Không, đi ăn giữ mặt tiền mà nó lại lo lắng rồi. Ok rồi. Ăn đồ ác. Ăn em làm gì? Đó, em thích ăn cái gì đi. Hồng chung là bao nhiêu? Thôi, một miếng lover ăn sai gì? Thì cái thử thách ngày hôm nay của anh đó là phải dùng chiếc Realme 3 này và chụp hình được với là ba người. Và ba người đó là ba người lạ ở ngoài đường cùng đi với anh. Thì tụi mình sẽ cùng chụp chung tấm hình để giúp anh. Giúp anh nha, giúp anh có thể hoàn thành thử thách ngày hôm nay với con Realme 3. Có bao giờ em đi ngoài đường mà gặp một ai đó mời em chưa? Đây là lần đầu tiên đúng không? Thôi, mời em ăn trước. Thôi em ăn trước đi. Thôi để anh ăn trước cho chị ra. Nani? Được rồi, anh đụng vô rồi. Mình đã cho
cho Vân coi cái YouTube của mình rồi. Nếu mà anh không có YouTube thì em có đi không? Nếu mà anh không cho em coi cái kênh YouTube của mình không. Rồi vô. Cảm ơn em đã đi ăn cùng anh. Ăn như đây anh đâu có ngon đúng không? À, chủ yếu là em ăn. Anh chỉ là người sẽ là dắt đi và có thể là được ăn cùng em là anh vui rồi. Nên là em muốn ăn nhiều cũng được. Em đang làm gì? Đi ăn với một người lạ thì bản thân gấu cũng ngại. Ba anh thích ăn gấu giờ không? Không, anh chỉ mời em đi ăn thôi, không làm gì hết. Không, không làm gì hết, chỉ xin một tấm hình. Không xin số điện thoại, không xin địa chỉ nhà, ok. Anh hiền lắm, anh rất là hiền luôn. Anh chỉ yêu đồ ăn thôi. Em thích ăn kiểu gì không? Bữa ăn cũng xong rồi, anh rất cảm ơn em. Em có thể xem và cho anh cái cảm nhận của em về những cái tấm hình được chụp bằng con Realme 3 này ha. Đây. Xá phòng nữa hả? Đúng rồi, có cả số phòng luôn. Chắc cũng phải 7-8 triệu. 7-8 triệu? Với lại Realme 3 này là bán chưa bán trong trên thị trường đâu, hiện tại mình chỉ quảng cáo thôi, giá nó chỉ có khoảng 390.000 thôi. Wow. Số phone. À, tí nữa anh sẽ xin Facebook em, không xin số điện thoại, không xin địa chỉ nhà để có thể gửi tấm hình này qua. Và đây rất cảm ơn Vân đã đến ăn cùng anh và hoàn thành thử thách này cùng anh mà. Bye bye em, hẹn gặp lại, có dịp sẽ gặp lại. Rồi đi đi. Một bạn nữ rất là dễ thương luôn. Ok, và bây giờ gấu sẽ đi kiếm tiếp một vài bạn còn lại và rủ các bạn nó đi ăn thử coi và các bạn nó nghĩ sao về chiếc Realme 3 này của gấu và đi ăn tiếp thôi. A few moments later. Nãy giờ là đi kiếm người để mời đi ăn á, kiếm hoài mà cũng không được ai. Không, đằng kia kìa, hình như ổng như là ổng đang rảnh tại vì cảm thấy là đang mặc đồ giống như đi chơi để mình lại đặng mời anh đó thử. Anh ơi, em có thể mời anh đi ăn được không? Dạ, dạ. Dạ em. Không biết sao anh lại chạy mất tiêu. Bây giờ là mình đang phải đi là mình kiếm thêm một vài người nữa để mình hoàn thành xong cái thử thách của mình. Chờ, trong xã hội á, mọi người đều ngại tiếp xúc với nhau các bạn. Mà chỉ thích tiếp xúc qua mạng xã hội thôi. Mình đang đi kiếm nãy giờ luôn mà không gặp được một ai. Mệt quá các bạn ơi, giờ mình về công ty cái đã rồi tính tiếp. Giờ trời ngoài trời nóng quá. Ê, mày đi ăn cái gì đó homie? Muốn ăn không? Anh Tuấn ăn đúng không? Rồi anh Tuấn ăn. Vô em. Giờ anh Tuấn ăn rồi. Cặp cắt gì sai, tao có bẫy gì không? Bây giờ là lúc mà anh ăn với em á, thì trước khi được ăn chụp hình với em bằng con Realme 3 này. Thế rồi. Bây giờ mình sẽ chụp hình là ok. Mai lại tiếp nhá. Ok. Mỗi hôm phải chụp một bức ảnh. Thế là anh lại có bánh để ăn. Rồi ăn vô nè. Ăn vô. Rồi ok rồi. Anh đã ăn đồ của em rồi. Thì bây giờ tại vì cái thử thách của em thì em thấy hình như thế nào được không? Đây là cái hình chụp cái mặt tao mà nó trắng thế này. Đâu có đẹp trai này đâu. Đẹp trai không? Hôm nay râu ria không các bạn? Đó. Lên hình trắng bóc. Con này được cái hay là bao tiền? Được đoán đi. Anh đoán nhá, đoán này. Giờ nhá. Viền mỏng như này, viền hai bên mỏng. Có giọt nước thời trước. Vân tay. Camera trước chụp không biết bao nhiêu chấm nhưng mà nét. Ảo. Rồi, thế anh đoán con này 5 củ. 5 triệu. Cổng mà là micro USB thì giảm từ 500.000 còn 4.5 triệu. 4.5 triệu à? Đứng trên là đứng trên vai trò là một reviewer công nghệ thì anh đoán con này là 4.5 triệu. Giá con này hiện tại là 3.990.000. Ví dụ nhà bây giờ có anh em gái của anh ấy mà Vừa thi đậu đại học. Vừa thi đại học mà bây giờ lại cần đến cái tuổi gọi là phải thả thính. Bây giờ lớn rồi là phải thả thính trên mạng thì mua con này cũng được. Chứ bây giờ mua ba cái máy đắt tiền nhưng mà chụp ảnh chắc chắn đẹp bằng con này. Camera trước của nó đỉnh đấy. Được rồi, cảm ơn anh. Em lấy lại hai cái. Được rồi, đi ra, đi về. Bây giờ trời cũng đã tối rồi. Rồi bây giờ mình phải đi kiếm tiếp tục một mạng nữa để có thể... có một bạn nữ đằng trước kìa. Yeah.
ơi, đi đâu vậy? Thế hả bạn, đây là bạn Thư cho bé xin rồi. Ủa đi làm xong rồi đi về đi Kim Kim. Đó là anh đang làm một cái clip, anh tưởng mày người lạ. Mình là người lạ, xin chào các bạn. Đây là người lạ. Mình là người lạ, các bạn đừng biết mình là ai. Đây là người quen của mình. Thì là nhìn đằng sau thì đẹp quá, nhưng nhìn đằng trước thì quen đẹp rồi, không? quen rồi. Thì anh đang có một cái thử thách, đó chính là dùng chiếc Realme 3 này đi ăn cùng với ba người và chụp hình cùng với ba người đó. Đây thì anh nãy giờ anh đi kiếm một vài bạn nhỏ, thì mấy bạn nhỏ kiểu cũng không có anh sợ. Sợ. Stay away from me. Thôi thì giờ em đi ăn với anh ha. Anh một. Nhưng mà phải chụp một tấm hình cao. Phải chỉ cần chụp một tấm hình thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đi ăn. Ăn có cái bánh tráng bao nhiêu tiền, 20 ngàn, bắt chụp một tấm hình. Tưởng là một bạn nào đó gọi là rất là lạ, nhìn sau lưng lạ lắm luôn. Để lưng tóc dài, thước tha. Bye bye, hết tóc bết rồi. Bết là thương hiệu của em. Mà tối vậy rồi sao chụp hình được không? Được em. Đây là con điện thoại Realme 3. Giờ thử chụp tấm hình nè. Được không nha? Được. Đó. Anh có biết là khi mà em xuất hiện với anh trong mấy cái clip như là gấp thú này kia. Anh mập quá rồi, em thật ra vô lấy đi thôi. Mọi người bảo là em đã bỏ ông Hà và đã đến với anh Gấu. Các bạn nói vậy á, bạn nhìn sấn hả? Nhìn dễ thương rồi đúng không? Sang nhờ hôm nay kêu đãi em bút tổng 3 cái bánh tráng. Nhớ nữa em đi ăn mà. Đây là món bánh tráng huyền thoại của văn phòng mình ngày nào mà. Không ăn. Nhưng mà chưa bao giờ ngán. Cô cho rất là nhiều tôm với mực luôn á mà. Cô lấy cái sao giá rẻ ra không? Không. Cái giá học sinh sinh viên. Một cái bánh này hình như là mấy bữa trước anh ăn là mười mấy quên rồi. Thập cẩm á, thịt một đống luôn á. Mà có hai mấy luôn mà. Vậy hả? Hai mấy ngàn, thịt nhiều. Nó lấy mọi bữa tụi mình ăn cũng hơn 4 người, khoảng 3 cái giá cũng được. Sát bên còn có bé chè tắc, chè đào. Tí nữa anh ăn này với em xong rồi anh sẽ đi vòng vòng. Em có ai có đi ăn, chịu ai đi ăn với anh không? Chắc là không ai chịu. Nói chung là rất là buồn. Trời ơi, phải tình anh ơi. Cố lên. Cảm giác là đi lại á. Bạn ơi đi ăn với mình nha. Như là mình bị biến thái vậy đó. Làm phiền anh đóng cửa lại đi. Tôi không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Ăn cho no đi, đặng lát có sức đi tiếp. Em thịt tương ớt ruột cay quá. Ai mai mốt sẽ quay cho Gấu một cái clip là khách thức ăn cay 7 cấp độ. Thôi. Giờ em mới biết anh ăn cay không được. Đi ấy á. Đó, thì nãy là anh có dùng con Realme 3 này để chụp hình với em. Thì bây giờ là anh có một vài câu hỏi muốn hỏi em là nhận xét của em về anh những... Ăn cái bánh tráng à. Thôi giúp đi mà. Em chỉ có thể nhận xét là đẹp nè, không đẹp, xuất rồi bây giờ nhưng em nói là em có 4 cái món sao nhà nè. Rồi bây giờ cái này là đẹp hay là sao? Này sao đây? Bánh tráng với ly chè tắc là xuất sắc. Cái này đúng mà rồi. Đăng lên Instagram thì thật sự là em nghĩ là nhiều view đó. Rồi. Còn đây là tấm hình chụp xóa phông trong tối của em với anh. Mặt em rất là đẹp. Đúng rồi, nhưng mặt mà vẫn giữ được nhiều chi tiết đúng không? Với lại xóa phông rất là tốt. Em đoán cái giá điện thoại này bao nhiêu? Em nghĩ Realme này chắc thì sẽ là tầm trung thôi nha. Em nhìn thiết kế thì em nghĩ là sẽ tầm 7 triệu. 7 triệu? Em nghĩ là tầm 7 triệu với những cái gì mà nó mang lại, có vòng tay, có gì nữa, 7 triệu. 7 triệu? Em hố hả? Giá của nó chỉ có 3 triệu 9 thôi. Cảm ơn dạ. Không có bán này của anh. Em tưởng em quay với anh, em chụp hình rồi em nhận xét thì em được cái điện thoại chứ. Không, thôi ăn bánh tráng. Ôi kênh của Gấu rẻ quá đi. Cố cùng đi cho Gấu. Trời ơi mà. Sau một ngày đi ăn và kiếm người để ăn thì mình mới phát hiện ra một điều là cái việc mà mời một người lạ đi ăn là cực kỳ khó. Thì nãy giờ các bạn cũng đã xem clip rồi thì các bạn đã cảm thấy như thế nào về cái chuyên mục
hôm nay Gấu mời. Và các bạn cảm thấy như thế nào về chiếc điện thoại Realme 3 này? Nếu các bạn quan tâm đến Realme 3 thì Gấu sẽ để đường link phía bên dưới. Ok. Và clip cũng đã hết rồi. Và rất cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu thấy clip hay thì like, share và subscribe cho Gấu To. Và đừng quên nhấn chuông để kết nối tâm hồn ăn uống lại với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại. Clip này có quảng cáo nha. Yeah.